Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Qua bên này có là các bạn ơi. Wow. Phong keo này, chuẩn bị có người các bạn ơi. Có người nha anh em. Ui ui. Xế ghê vậy. Vỡ đầu cho em ơi. Mày tính chơi với anh nhỉ? Vỡ đầu cho em ơi. Tuổi gì ăn được xế kẹo hả em? Mình đã trang bị scope 4x rồi các bạn ơi. Đây. Quan trọng là bây giờ thì thằng này nó không có đạn tử liên cơ. Tránh cái tao. Ui. Đậu xanh gắt vậy. Lên đây nào em ơi. Đúng rồi, có giỏi qua đây em ơi. Mình đã phun máu rồi các bạn ơi. Nên là mình không ngại gì cả nhá. Mình có mỗi một cái tưởng mang thôi. Đậu xe này. Mày vừa xế anh phải không? Hẳn là xế mình cả. Ok các bạn. Như vậy thì mình đã có được mạng thứ hai rồi nha anh em. Wow, đổi qua Sky nha các bạn. Với thằng này có đạn tử liên không ạ? Có luôn đạn tử liên này, ngon. Tầm này đạn tử liên đủ chơi anh em. Quá ổn rồi nha anh em. Thằng nào đu cấp treo vậy? Đây à? Đu cấp treo hả mời? Ui, đu cấp treo này. Đu cấp treo này em ơi. Lên bảng đếm số luôn nha em ơi. Hẳn là đu cấp treo cả. Xanh mộ chưa buồn chưa ạ? Đây, kẹo sẽ chạy qua để lượm xác nó luôn nha anh em. Đây rồi nhá mọi người. Ok. Wow, tuyệt vời. Chắc là mình cũng sẽ đu cấp treo lên cái đầu luôn nha anh em. Quan trọng là kẹo muốn kiếm thương mại mà anh em. Đấy, thị trấn này clear thế đủ rồi. Chúng ta sẽ lên trên cái đầu một xíu nha anh em. Xíu nữa thì bo sẽ thu theo phía, chắc là đảo phía dưới à. Ok, kệ đi anh em. Cứ lên trên cái đầu nữa nhá. Đu cáp treo có vẻ hơi lâu đấy. Bởi vì là đường đu này là đường đu chéo mà anh em. Ok ok. Ở trên đây và xem là còn ai trên này không nhỉ anh em. Let's go. Cùng kẹo đi săn mạng nào các bạn ơi. Không có ai nữa hả? Thật sự là quá buồn rồi nhá. Let's go nào các bạn ơi. Kẹo muốn đi săn mạng và top 1 thôi mà. Đây đây. Không còn ai nữa rồi. Buồn ghê cơ các bạn ơi. Kẹo thấy là trên khu cánh đồng này nó khá là yên lặng nha anh em. Kiểu này thì đào đâu ra người. Người đấy hả? Wow, người đấy hả? Đậu xe này, người đấy hả? Uầy. Kẹo tưởng là không còn người cơ, thì ra là người đấy anh em ơi. Ok nhá ngon. Không biết là nó đang canh ai ở phía trước mặt vậy. Làm quả kẹo sẽ nó xanh mộ thôi nha anh em. Uầy, cố ra này anh em. Cố ra rồi này. Đậu xe này. Lên bảng đếm số luôn nha bạn ơi. Ok anh em. Quá ổn, uầy 10 từ máu rồi cả. Với buddy anh em ơi, và lượm thêm đạn xuống trường nha. Let's go nè các bạn. Thì ra nó đang canh thằng đấy các bạn ơi. Tưởng là canh ai cơ. Ok ok. Như vậy thì kẹo hiện tại đang có đó là 13 mắt xem nha các bạn. Đây, kẹo chạy qua và lượm sao nó cái đã nhá. Mình muốn có thêm bom keo cơ, không có này. Không có thì thôi vậy anh em. Vậy như vậy chỉ còn lại 18 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này mà thôi anh em. Kẹo mới chỉ có được giáp 3 thôi, còn chưa lên được giáp chống nổ nữa cơ. Nên là hơi bị chán, mình sẽ chạy và cố gắng lượm thêm trang bị nha các bạn. Bên này thì mất tiêu cái nâng giáp rồi anh em ơi. Và bo đang thu lại nha mọi người. À đây, nâng giáp vẫn còn này, thêm một kẹo cứ tưởng là mất rồi cơ. Ok quá ổn. Có nâng giáp 4 rồi này anh em ơi, ngon. Nó lại thơm quá nhỉ. Thế còn người đâu? Ở trên này còn ai không vậy? Mình sẽ cố gắng lượn lờ và kiếm thêm mạng anh em ơi. Không có ai luôn cả. Quá buồn luôn nhá. Đậu xanh cho nó chạy cả rồi anh em ơi. Buồn ghê cơ.
Kẹo chạy qua phía này nhưng không thấy ai này. Kiểu what the hell. Mình sẽ chạy xuống phía này nha anh em. Wow, không có ai nữa cả. Quá buồn. Đây rồi các bạn ơi. Lên trên này nha anh em. Ok ok. Người đâu cả rồi, kẹo không thấy ai cả này. Vắng quá mà các bạn ơi. Thêm bằng súng nữa nhá. Là mình sẽ bơi qua sông luôn anh em ơi. Và qua cái phía công sở nha các bạn. Let's go. Công xưởng này thì cái vụ NG nó đang diễn ra anh em ơi. Nhưng mà tôi kệ, ngại gì, chạy qua luôn chứ ngại gì hả các bạn. Ok ok đây. Người đâu cả rồi, có ai ở đây không vậy? Chưa thấy ai cả nữa. Buồn ghê gớm. Đây cơ nào các bạn ơi. Ở đây. Thật nào, vừa gọi luôn. Ui ui. Nó vừa gọi luôn thính ở ngoài anh em ơi. Kiểu nó nhanh quá, chữ dính cả lại với nhau rồi. Thế là phát âm sai một xíu, mọi người thông cảm nhé. À, trên tròi gọi luôn thính hả ơi. Ok anh đây. Đây à, đây à, đây à, ui đây à. Đây à em ơi. Lên bảng điểm số nha em ơi. Gọi thính nhưng mà chưa kịp xài thì đã bị đai rồi nhá. Chia buồn với bạn nha. Thanh niên này muốn chờ em. Ơ à, không lướt được đồ các bạn ơi. Lại lỗi lướt đồ nữa hả. Không lướt được đồ của nó anh em ạ. Buồn ghê cơ. Chắc là ở ngay cái đoạn dốc này là lướt đồ hơi khó. Ok. Ủa ấy. Gì vậy? Làm gì mà căng? Làm gì mà căng hả bạn ơi? Qua đây. Đúng rồi, qua đây này. Làm gì mà căng? Làm gì mà căng này? Làm gì mà căng này hả bạn ơi? Ok. Có giỏi lên trên em ơi. Anh đây. Cái đậu xanh này em ơi. Hẳn là câu liệu với mình cả. Anh lại sợ chú quá cơ. Ok các bạn. Yes. À, như vậy thì mình đã có được khá là nhiều trang bị nha anh em. Đây lấy chảo che mông sẽ tốt hơn dao nhá. Thiếu mỗi cái báng súng level 3 nữa thì mình đã có được full cái trang bị tím. Đậu xanh với lại hiện tại thì mình đang hơi ít đạn súng trường một xíu nhá. Không sao cả nha em ơi, xíu nữa chúng ta sẽ lượm thêm đạn súng trường sau nha. Ok, đang có 14 mắt xem rồi nha em ơi. Let's go. À, còn lại có 10 người chưa nữa ở trong cái ván đấu đẹp thôi các bạn ơi. Có lẽ là kẹo sẽ quay trở lại cái khu vực công sở này. Vì kẹo nghi ngờ là đây đang còn người nữa nha anh em. Người đâu cả rồi các bạn ơi. Wow, không thể ai nữa cả. Ok ok. Kẹo sẽ chạy qua phía này cái đá nào các bạn ơi. Hẳn là không thể ai thì ghê rồi. Chắc là chúng nó trốn cả rồi anh em ơi. Chứ làm gì có chuyện mà không có ai ở trong khu này. Wow, còn lại có 8 mạng cuối này anh em. Ok. Trận này cố gắng và lấy top 1 lên nhé anh em. Wow, thì các bạn giết nhau nhanh quá nhỉ. Bây giờ là còn lại có 7 mạng thôi. Đậu xanh mấy ông xử nhau ghê quá làm tôi sợ đấy. Ok à, cùng kẹo đi săn mạng nào các bạn ơi. Không có xe chạy đi săn mạng đấy cơ. Nghèo nàn quá nhỉ anh em. Đây còn này các bạn ơi. Toàn thấy đấy cho nó giết nhau thôi. Vâng và như vậy chỉ còn lại có 6 người chân nữa này.
Đậu xe em ơi, ui, đậu xe em ơi. Lên bảng điểm số cho em. Anh sấy thế thì các bạn chú chạy một niềm tin và hy vọng à? Chạy một niềm tin và hy vọng à? Đậu xe em ơi. Ok các bạn ơi. Máu gần full rồi nên là kẹo sẽ không bơm vào nữa nhá. Ok các bạn, mình sẽ lượm thêm đạn súng trời này anh em, bom kẹo nữa này. Rồi nhá, ngon nha anh em. À mình sẽ cần thêm đạn súng trời nữa nhá. Ok các bạn. Còn ai trên này không về nhỉ? Bọn này thì kẹo cũng chẳng thấy giảm thanh đâu cả. Nếu mà có giảm thanh thì ngon anh em ơi. Nhưng mà không có thì đánh thôi vậy. What the nào? Vừa nghe được tiếng thằng nào nhảy anh em ơi. Tiếng chân khá là gần nhá các bạn. Đậu xanh thôi kệ, mình sẽ vào trong cái khu vực công sở trước nhá. Ba mạng nữa thôi anh em ơi, cố gắng tốt một lần nha. Ui. Chúng ta sẽ chơi cẩn thận thêm một chút xíu nha mọi người. Nhìn trước ngó sau đàng hoàng luôn nhé. Đây mình sẽ qua phía này. Đúng rồi anh em ơi. Đó, có bên này này. Ok các bạn. Còn hai mạng nữa nha mọi người. Rồi nhá, ngồi tạm ở đây nha anh em. Tầm này thì lên tròi thủ là hợp lý rồi anh em ơi. Lên tròi luôn chứ kẹo phải ngại các bạn à. Ok ok. Chờ bo thu thôi nha mọi người. À, thêm bom kẹo đấy hả? Ngon. Đây các bạn ơi, cố gắng với kẹo sẽ để ý được vị trí của hai thằng cuối đấy nhá. Kill nốt hai đứa nó ra top 1 rồi anh em ơi. Để coi xem là hai thằng cuối đang ở đâu này. Ok. Mười mấy giây nữa thì bo mới thu lại cơ anh em ơi. Trận này có vẻ như là hơi bị căng đấy. Ok ok. Hơi căng đấy nhỉ, không có đùa đâu nha. Kẹo chưa thấy chúng nó chạy đâu cả cơ anh em ơi. Bo thì càng ngày càng nhỏ rồi. Ok ok các bạn ơi. Wow. Kẹo không thấy chúng nó đâu cả này. Cái what the hell các bạn đâu cả rồi. Chịu thua anh em ơi. Ơ cái đậu xanh. Anh em thấy ai chạy bo chưa nhỉ? Các bạn thấy ai chạy bo chưa nhỉ? Riêng kẹo không thấy ai đâu nhá. Wow. Đây rồi anh em ơi, thằng nào chạy kia. Chạy hả mơi, ui. Chạy hả mơi, ui. Chạy hả mơi. Ui. Nó ra được gốc cây rồi các bạn ơi. Ok. Nhưng mà bo thu bên này cơ mà. Bo thu bên này để xem là chú trốn được ở đấy bao nhiêu lâu nhá. Vậy là còn vị trí có một đứa nữa anh em ơi. Ok này, ui. Đậu xe này em ơi, ui mày chạy với anh à. Sấy ghê thế muốn chạy được cơ. Đây nha anh em. Chắc là kẹo sẽ qua tạm cái phiếu cây nữa nhá. Ui đậu xanh. Ok vậy từ từ nha. Sấy gắt vậy ai chơi hả anh em ơi. Có một đứa ở ngay phía hông hướng FKM nữa. Ui thằng FKM đã kêu nó rồi anh em ơi. Đứng tạm đây nhé mọi người. Chạy bo hẻm ơi. Ui trời ơi nhân dấu này. Quẩy thật anh em ơi, tuyệt vời. Quẩy thật các bạn ơi. Trời ơi. Ngon. Top 1 mấy kill này một con số vô cùng là tròn trĩnh nha các bạn. Ok ổn. Như vậy là trong cái ván đấu này thì kẹo đã được top 1 với 10 kill nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.